Hôm nay cô cùng các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự lẩy mầm của cây nhé. Khi hạt được gieo xuống đất thì điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra? Muốn biết được sự kỳ diệu của hạt khi gieo xuống đất như thế nào thì bây giờ cô mời tất cả các con sẽ cùng đón xem một đoạn video về sự lẩy mầm của cây nhé. Xin mời các con.